với biển. Triều đình Huệ không có thực quyền, non sông thè mời nước nhà, vua là Từng Gỗ, dân là Thăng Châu, A Tỳ A Cai. Nhưng mà vua Khải Định rất may mắn và khác người, đi chơi phát tài trợ cho đi. Vị vua đầu tiên của nước mình được công du châu Âu một chuyến. Ngày đó người Pháp mời vua sang dự hội chợ Versailles. Tất nhiên là vua tranh thủ tham quan du lịch nước Pháp và trị bệnh ở mắt. Lúc bấy giờ Nguyễn Tất Thành đang đi tìm đường cứu nước, bạc đang ở bên đó. Gặp sự kiện, người mới viết vở kịch Con Rồng Tre chữa mặt rồng cho diễn ở ngoài ô Paris để lên án vua Thanh Phạm. Đây là vị vua đặc biệt, thân là vua nhưng suốt ngày đam mê đường kim mũi chỉ, thiêu thùa và mái rất là dẻo. Vua tự thiết kế cho mình những bộ đồ thật đẹp như vậy trên làm tư liệu để ăn diện. Khi được đi Pháp, vua thể hiện tài năng vốn có của mình. Vua về phát hòa tất kỷ cả công trình kiến trúc lâu đài đến Tây, chụp hình sưu tập hoa văn, tầm nhìn mở mang trong vấn đề xây dựng. Khi về nước, vua quyết định làm lăng tẩm cho mình theo một phong cách mới, không theo những vị tiên đế đời xưa. Cho nên quý vị lên đây, trong lăng vua Khải Định có phong cách hiện đại, ảnh hưởng phương Tây là vì như vậy. Năm 1916 là vua lên ngôi, có bốn năm sau, 1920, lúc đó là vua 36 tuổi mà đã xây cho mình cái lăng. Xưa nay mấy ai u 40 mà lo việc hậu sự, chỉ có mỗi vua Khải Định. Và chỉ có vua Khải Định mới tổ chức mừng thọ 40 tuổi. 40 tuổi đã mừng thượng thọ. Thì hai việc này làm lăng mừng thọ gánh nặng tài chính quả lớn đối với triều đình, khi phải ăn lương Pháp nhập qua là rất nhiều ngân lượng. Tiền đâu ra? Họ đã ban bộ sắc lệnh tăng thuế thêm khắp cả nước 30% nữa, dân tình điêu đứng. Họ đạo tự tôn mừng mẹ nguyện, bách gia tăng thập, được gia dân. Hai tháp hai bên cao vụt lên như tháp chuông nhà thờ. Nó lấy năng lượng của vũ trụ trời đất thiên nhiên giữ thi thể cho vua ở bên trong này được bền vững như sạc ướp Ai Cập, để chờ ngày luân hồi, chờ ngày tái sinh. Trên chọt nó là chùa Chiền Lào Miên Thái để bảo lưu ngọc xả lời của Phật. Nhưng bốn góc cột là hóa văn ở cung điện phương Tây. Đông Tây rất rõ. Lăng làm chưa xong, triều đình mua mãi Phật điện về. Trụ đèn hình cây thánh giá, bắt điện trên hoa sen đỏ sáng, vua ngự lên là vua thỏa mãn. Ở giữa đó là dựng tấm bia đá thanh Thánh Đức Thần Công, bảo đài soạn dựng ca ngợi công đức vua cha như thần như thánh. Tòa lâu đài này ba chữ lớn trước tiền sảnh: Thiên Đình Cung, cái cung trời đình cho vua có phúc có phần. Ấy thế lăng làm chưa xong là vua mất trước, 40 mừng thọ, 41 tuổi băng hà. Trị vì được có 9 năm, gần như vua biết phúc phần của mình, cho nên làm lăng sớm. Con trai duy nhất của vua Nguyễn Phúc Vĩnh Thùy 13 tuổi đang du học bên Pháp trở về Huế chiều tang. Đoàn hạt bồi mùa mây, đoàn nhà nhạc thổi kèn đánh trầm in ỏi, 100 người mới khiêng nổi dòng chữ triều, 400 người mới khiêng nổi quan tài, con cháu để tan chặn đường. Họ lên đây là đi dưới đồi, đi lên đường này ngoài hàng rào, rồi họ sàn ngang vô đây, họ lạc vạn làm đường ray vào trong mật đào như tàu lửa. Xong rồi họ gặn bình xe lên quan tài. Để giờ lần sau khi vua bảo đài thì bãi xuống, vua cử ông Hồ Đăng Trung con rể đại thần để quan tài của con rể của vua và thọ tướng. Khi ông quay ra, thờ thấy kim kỳ quát gỗ đâu sẵn còn bờ và đường thần trạm với mọi con tam ôn.
người Pháp họ xây dựng, họ vẽ thiết kế và kỹ sư họ tính toán được sức chịu lực, chất lượng và bê tông, cho nên không hề hận gì, chưa một lần trùng tu ở trong này. Ngược lại nội thất đầy màu sắc, đội nghiêm minh, đội sừng góc và trực từ nằm trong cả cái khung ô hồng đắp nổi lên một mặt gọi là phù điêu như tranh 3D cho sống đồng. Ngày xưa vua đã đi trước thời đại biết cái chuyện 3D này. Thế thì chủ đề của hoa văn là theo điện cổ, điện tích cổ, bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng nhiều nhất là hình tượng con rồng, chưa đếm được có bao nhiêu rồng ở lăng vua Khải Định. Nổi trội và hoành tráng nhất là ba bức bích họa trên trần nhà của lâu đài Khải Thành Điện, sự thành công viên mãn, khúc hạ khải hoàn, vui vẻ vì chết không có gì buồn tủi. Ba bức này do ông thợ đề tài hoa người Quảng Nam Phan Văn Tạnh thực hiện. Ông sử dụng nghề gam màu lành vì đây là cõi âm mồ địa dành cho người chết, mà cõi âm thì lành lẹo. Buổi chiều mặt trời chiếu thẳng vô đây, nếu dùng màu đỏ, màu vàng, màu cam thì sẽ bị chọi lỏa. Đây là tinh tế của người xưa. Bí mật là nó không có màn nhện. Từ bao đời nay, công việc lau chùi dọn dẹp vệ sinh không cần chổi lông gà và không tìm thấy con nhện nào ở trong này. Đó là điều bí mật. Không hiểu người xưa họ hòa thêm vào nước màu, thảo dược, hóa chất gì mà nhện không sống trong này. Đó là điều độc đáo. Giai thoại ngày xưa, nghệ nhân Phan Văn Tảnh đã vẽ bằng chân. Rồng là linh vật của cư dân trồng lúa nước. Rồng nắm mỏng biểu tượng cho vua. Chín con ẩn trong mây mở ra cả vũ trụ, cả phù bảo. Rồng gặp mây giống như tượng dọa gặp vua hiền. Rồng theo mây, hổ theo gió. Đề tài tháp quỷ vẽ bằng chân. Vua không chạm đầu lại bán thưởng. Thế thì ngoài những yếu tố phương đông có yếu tố tây, vua dùng kính mát là có kính mát, vua dùng đồng hồ là có đồng hồ, vua dùng vợt chơi tennis có cái vợt neo màu vàng đấy, có cột thêm cái nơ nữa. Vua dùng cái gì ấm trà lư hương đều có hết cho vua. Vua thích như thế. Nhưng mà ở đây ngũ phúc là nắm con dơi thì đời người khó thực hiện. Dòng họ này là Nguyệt Phúc Tôn Thất, lấy con dơi làm biểu tượng. Chữ Hán gọi con dơi là Bức, phạt âm hay tiếng Việt là Phúc. Có phúc là nhiều con cháu, nhưng năm con là Phú Quý Thọ Khang Ninh. Đời người sinh ra giàu sang phú quý, thọ là sống lâu, ninh là cơ thể cạn kiệt không bệnh tật, ra đi thanh thản nhẹ nhàng, có lời trăn trối. Nhưng mà đời người mình là sinh lão bệnh tử, làm sao mà được ngũ phúc? Đây là chỉ tiêu của đào nho. Đây là người Pháp mời tặng cho con cháu vua cái hình tư liệu này, có xử lý quá vi tính cho sáng đẹp hơn. Lồng trong để khúc gỗ bị đàn lồng. Đây là bộ đồ gấm thò vua tự thiết kế cho mình. Còn tên này là bộ vật lư tan sự, chầu lung đựng vàng thoi bạc nén, mất mạc làm đồ mạ để thờ. Dưới này là quà mừng sinh nhật vua 40 tuổi, lãnh đạo Quang Lai, Quảng Nam Đà Nẵng, sắm sửa lễ vật này, vượt đèo, mang ra Huế chúc thọ vua năm xưa. Hạt là dòng dõi cao quý, rùa là trường thọ dài lâu. Thời gian sau này, các xếp lo vô Huế việc tế trời ở Đàn Nam Giao, tế sản tắc, đi lễ Gia Long vì đánh giá lại ông này, thống nhất quốc gia, đặt quốc hiệu Việt Nam. Vua minh mạng của anh minh, đưa nước mình hùng mạnh nhất Đông Nam Á, cất giữ 100 tấn vàng, 100 tấn bạc của bốn đời cho con cháu, chế tạc hàng trăm ẩn ngọc tỷ, chia nước mình 31 tỉnh, ban chức quyền. Cho nên họ vào cầu để thắng quan tiến chức. Riêng vua Khải Định biệt thự của Pháp đang ở Huế,
phim trường, gái già làm chiêu, mở casino, rất là hiền. Điều kỳ lạ, quan chức Pháp đến chơi là đưa tiền cho vua xài. Những người bây giờ làm ăn với tổ chức nước ngoài liên doanh bị lừa đảo, khánh kiệt, phá sản, lên sinh lập vua, làm lại từ đầu. Những người bây giờ dẫn khách đến Pháp bị họ khi dễ, hiểu về lịch của vua năm xưa, lên cầu, vua cho trúng số độc đắc, bỏ nghề dẫn may. Thời đại Facebook, những người giàu giả cầm tờ trăm đô cho vào thân. Phần trước đặt hương án di ảnh, đây là phần trắng, đặt tượng đài và dưới tượng là mồ. Vâng. Trong cùng là tập điều đặt bài vị của vua, thường khi nghi lễ tế bái kỳ dỗ, khách không được vào tham quan để yên cho vua nghỉ ngơi. Vua sang dự hội chợ Versailles, người Pháp bày tường ngành nghề thủ công truyền thống của nước Pháp. Vua đến dự khán thấy đẹp, này ra ý tưởng thuê người ta đúc tường mình đem về đặt ở lăng bẩm này muôn đời. Tác giả là hai người Pháp, hai nhà mỹ thuật nổi tiếng của thế giới đầu thế kỷ 20, ông Duchin và ông Park Vejian đồng tác giả nhận gọi thầu này. Họ dẫn vua vào làm khuôn, hình hài vua như thế nào là đúc ra bằng về, tỷ lệ thật một bộ, chất liệu nó bằng đồng, trong lòng rộng. Khi tường mà đi tàu về đến Huế, vua giao cho đội ngũ thợ vàng đông đảo của triều đình mà vàng lên bên ngoài cho vua. Đây là pho tường nhiều vàng, màu sắc tươi thắm. Hình ảnh chân thật, vua khải định ngự trị trên ngai vàng, tư thế ngồi nghiêm nghị, mình mặc hoàng bào, đầu đội long bào, hai tay cầm ngọc đựng khuê, hai chân đi hia đặt lên hai con lân. Bề rộng là ba tầng, tam tài, thiên, địa, nhân, nổi liền trời đất con người, linh hồn vua lên xuống, siêu thoát. Bởi các cụ bảo, phàm làm việc gì cũng phải hội tụ ba yếu tố, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi chuyện mới tốt đẹp bình vững, thay cho nằm mồ vua. Đường hầm từ ngoài bậc thấp đẩy vô đây, trên vua ngồi dưới vua nằm, không dấu sáng. Công trình này đòi hỏi phải có kỹ sư kiến trúc sư tốt nghiệp khoa học hẳn hoi, họ là người Pháp mới đủ trình độ về bản vẽ thiết kế chi tiết kích thước chính xác để đẩy được quan tài vô vào đúng vị trí lắm mà. Cho nên họ vẽ là họ biết, họ tính được tuổi thọ, sức chịu lực, chất lượng mạc bê tông, công nghệ qua dê sắt thép. Họ biết tất tật tật cả phần âm dưới đất, phần dương trên này, không giống gì cả. Thì trên đầu vua là biểu tán, cái tán quý báu. Thoạt nhìn chúng ta lầm tưởng bằng chất liệu vải vóc nhung lụa, thực tế là một khối bê tông nặng hơn một tấn. Trình từ thờ nề phải đúc một tấm đan vuông thô, chất lượng tốt, có cái mắt sắt ngay đầu con rồng ngầm, mắt treo lên trần nhà một điểm chịu lực. Xong rồi họ bắt giang dạo lên ngồi làm, lắp từng sành sự chạm bạc vô vừa, trọng lượng tăng lên từ từ. Nếu làm hình dưới đất thì không bê lên đậu nổi được vì nặng quá. Nhưng vì gam màu nó hài hòa, rèn tua mềm mại, có những đoạn rộng, rộng có uốn lừa, nó đánh lừa thì giác mình nhầm về chất liệu, tưởng đâu vải vóc tơ lụa thiên hùa, không biết là bê tông. Ý nghĩa hoa văn trong vòng tròn nguyên hình một con rồng, nó ngầm chữ thọ, lắm hàng thọ, vua sống lâu, tỉnh cả thế giới bên kia. Họ quan niệm bao giờ linh hồn tẩu tán thành tro bụi mới không thọ. Bộ góc là bộ con dơi, nó ngầm vòng tròn, thuốc của vua tròn về. Bộ mặt họ chỉnh rồng con, chỉnh rồng lại nở ra rồng, liêu điêu lại nở ra dòng liêu điêu, để nói lên việc ý nghĩa duy trì nòi giống kể vì ngai vàng, con đàn chảo động. Nhưng vua khải định không thích nữ sắc, vua không hảo sắc, vua thích ăn diện thiêu thùa và đeo đầy nữ trang. Và vua có 12 vườn, nhưng có một vua bảo đại là con trai. Biểu tượng mặt trời
gọi là thiên tử đẹp trời, khi băng hà cũng như mặt trời khuất núi. Xung quanh là những cái vòng hoa, lễ tang vua ngày xưa, cả phái đoàn quốc tế đến viếng. Có công ty Pháp, họ chuyên làm những vòng hoa đặc biệt, khi mới nó sống đồng đẹp. Lâu ngày thì ám mùi khói, những băng vải vô cùng thương tiếc, họ đem đốt mất. Trẻ con thì bẻ hết những lá cườm để lễ hàn sau chủ đeo trong thời chiến, không quản lý được. Đấy. Bây giờ trở thành cổ vật. Vâng, lăng Thái Bình này là đỉnh cao của mỹ thuật trang trí thời Nguyễn. Họ làm theo cái chủ trương nước sông công lĩnh, công vua ngày trời, không định giá. Cho nên mỹ thuật hôm nay mình ngắm chụp hình vô giá. Bây giờ ta hạch tỏ là có giá, ta mời đầu thầu, tổ chức cá nhân nào trúng thầu, trong đầu họ tự nghĩ để lừa nhùng, tỉnh tỏ làm ăn, và thậm chí lừa dối, rụt ruột công trình. Hoàng mề làm xong là không có công trình nào xây dựng nữa, là cách mạng thành công. Học trò trưởng thành trên công trường, một đội ngũ đông đảo giỏi, nhưng không có việc làm. Cho nên nghề này mai một. Từ đó nó là trình cao nhất trong cái nghề thuật trang trí thời Nguyễn. Góc độ chụp hình, quý vị đứng dưới đèn lồng, người chụp bên trái của cánh cửa, giữ khoảng cách đỉnh máy hắt lên thì tiền sảnh rất sang trọng. Và trong ảnh quý vị sẽ có 9 con rồng ẩn trong đây. Phụ nữ là đứng ở bức phù điêu bốn mùa, xuân hạ thu đông thì sẽ may mắn, vui vẻ cả năm. Đàn ông là đứng cái trúc cái tùng để chứng tỏ là người quân tử. Trong này thì đứng bình tay ở hoa sen, người chụp từ ngoài cảnh cửa hát lên. Trong ảnh sẽ có tường, bụi tán và ông mặt trời. Chúng ta đứng trước lăng cam chụp lên là có ảnh của vua, ba chữ khả thành điền. Và xung quanh là những hình ảnh tư liệu, cổ vật. Chương trình giới thiệu đến đây. Thân ái chào mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn đoàn và dành thời gian cho mọi người chụp hình. Rồi, xin cảm ơn bác. Xin chào đoàn Hải Dương. Chúng tôi đang có mặt ở Lăng Khải Định. Bây giờ là 8 giờ 32 phút. Thời tiết rất đẹp, rất thích hợp. Và vừa vào Lăng Khải Định tham gia học. Rất cảm ơn tôi. Bây giờ di chuyển đi đâu anh ơi? Bây giờ tiếp tục chúng tôi về Kinh Thành Huế và thăm Đại Nội và một số điểm văn hóa khác nữa.